Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá cả thị trường phân bón ngày 8 tháng 7 năm 2023, giá ure thế giới tăng trong tuần đầu tháng 7, dù thanh khoản vẫn còn yếu. Chào giá SA tại Việt Nam đầu tháng 7 2023 tiếp tục giảm, theo xu hướng chào giá SA Trung Quốc về Việt Nam giảm. Giá kali tại miền Trung giảm nhẹ, giá kali nhập khẩu Lào cũng giảm. Khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 406-501, Phú Mỹ 450-500 ngàn, Bình Điền 406-501, ure Hà Bắc 450-409, Ninh Bình 450-409, Trung Quốc 406-501, ure Indo hạt đục, ure Malaysia hạt đục và ure Brunei hạt đục dao động từ 406-501. DAB Hồng Hà Xanh 803-806, DAB Trung Quốc nâu 64%, 608-702, DAB Trung Quốc vàng 64%, 608-702, Đình Vũ 602-606, Đức Giang vàng 64%, 602-803, Philippines 1.1-1.2, DAB Nga đen 64%, 608-702. DAB Nga xanh 64%, 704-708. DAB Lào Cai 602-607. Hàn Quốc đen 1.1-1.2. Phần kali miễn, Cà Mau và Phú Mỹ dao động từ 600-650 ngàn. Ba con cò 720-708. Canada miễn 600-650 ngàn. Israel bột 508-602. Israel trắng 650-608. Israel miễn 600-650. Belarus bột 508-602. Belarus miễn 600-650 ngàn. Phần NBK 16-16-8, Bình Điền 750-800, Cà Mau và Phú Mỹ 704-709. Ba con cò là 900-950 ngàn đồng. Việt Nhật 765-800 ngàn. Zara Mila Complex 12-11-18, 660-700 ngàn đồng, một bao 25 kg. Hàn Quốc 16-16-8-9S 600-650 ngàn. 16-16-8 TE Việt Nhật 920-970 ngàn đồng. NBK 20-20-15, ba con cò 1 triệu-1.1 triệu. Bình Điền 1 triệu-1.1 triệu. Sông Danh 1 triệu-050 ngàn-1 triệu. NBK 20-20-15 TE Bình Điền 1 triệu-050 ngàn-1 triệu. Phần lần xếp bè lần Long Thành 220-208, Lân Văn Điển 250-209. Ở khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, phân ure Cà Mau 501-550 ngàn đồng, Phú Mỹ 500-540, Bình Điền 501-550 ngàn đồng, ure Hà Bắc 409-540, Ninh Bình và Trung Quốc cũng dao động từ 409-540. DAB Hồng Hà Xanh 1 triệu-1.1 triệu. DAB Trung Quốc nâu 64%, 708-802. DAB Trung Quốc vàng 64%, 708-802. Đình Vũ 608-750 ngàn đồng. Đức Giang vàng 64%, 704-800 ngàn. Philippines 1.1-1.2 triệu. DAB Nga đen 64%, 800-850 ngàn. DAB Nga xanh 64%, 902-906. DAB Lào Cai 606-700 ngàn. Hàn Quốc đen 1.1-1.2 triệu. NBK 20-20-15 TE Bình Điền 975-1.050. 20-20-15 Bình Điền 903-907. 20-20-15 ba con cò 1.050-1.2 triệu. 20-12-7 TE Bình Điền 950-980. 18-86 Việt Nhật 807-900 ngàn. 18-86 TE Việt Nhật 803-808. 16-8-14-12S Việt Nhật 850-900 ngàn. 14-14-14 Philip 1 triệu-1.050 triệu.
15-5-10-14S Lào Cai 506-601, 16-88 Phú Mỹ 801-850, 16-168 cộng 13S cộng TE Phú Mỹ 850-809, 20-55 Bình Điền 700-704, 17-19-9 TE Phú Mỹ 890-940.000 đồng, 18-422 TE Bình Điền 907-1.010.000 đồng, 17-718 TE Cà Mau 804-808, 17-717 TE Cà Mau 850-808, 17-159 TE Phú Mỹ 803-807, 16-168 Hà Lan 700-770.000, Phân Lân, Văn Điển 204-209, Lâm Thao 204-207, Lân Đen 201-206, NBK 16-168 Cà Mau 704-709, Đầu Trâu 708-803, Phú Mỹ 804-809, Việt Nhật 800-806, Hà Lan 700-750, Philip Korea 806-900.000, 16-168 TE Philip Korea 806-900.000 đồng, Phân Cali Cà Mau 700-750.000, Phú Mỹ 609-703, Ba Con Cò 708-802, Canada Miễn 603-607, Phân SA, SA Nhật 308-450, SA Trung Quốc 450-408, SA Đài Loan 420-407. Ở khu vực miền Trung, Phân Ure Cà Mau 501-550.000 đồng, Phú Mỹ 500-540, Bình Điền 501-550.000 đồng, Ure Hà Bắc 409-540, Ninh Bình và Trung Quốc cũng dao động từ 409-540. NBK 20-20-15, Sông Danh 1.035-1.090.000 đồng, Sông Hương 1.050-1.090.000, Đầu Trâu 1.070-1.150.000, Bông Lúa 904-908, Ba Con Cò 1.110.000-1.150.000 đồng, NBK 16-168 Cà Mau 707-801, Phú Mỹ 706-800.000, Lào Cai 707-810, Đầu Trâu 709-803, Lâm Thao 706-800.000, Việt Nhật 708-802. NBK khác 16-88 Phú Mỹ 708-802, 15-5-10-14S Lào Cai 508-602, 20-12-7 TE Bình Điền 900-950.000 đồng, 19-16 Sông Danh 709-850.000 đồng, 20-66 Ninh Bình 707-802, 13-13-13 Lâm Thao 708-803, 16-8-16 Phú Mỹ 403-408, 16-88 Lâm Thao 800.000-850.000 đồng, 12-5-10-14S Lào Cai 508-602, 15-5-20 Sông Danh 800-850.000 đồng, Phân Cali Cà Mau 606-609, Phú Mỹ 650-608, Ba Con Cò 701-706, Canada Miễn 603-607, Israel Bột 508-602, Israel Trắng 703-707, Israel Miễn 650.000-690.000 đồng, Belarus Bột 508-602, Belarus Miễn 603-607, Lân Lâm Thao 250-209, Lào Cai 204-208, Văn Điển là 250-209. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, Phân Ure Cà Mau 501-550.000 đồng, Phú Mỹ 500-504, Bình Điền 501-550.000 đồng, Ure Hà Bắc 409-504, Ninh Bình và Trung Quốc cũng dao động từ 409-504. DAB Hồng Hà Xanh 1.000.000-1.100.000
DAP Trung Quốc nâu 64%, 708-802. DAP Trung Quốc vàng 64%, 708-802. Đình Vũ 608-750.000 đồng. Đức Giang vàng 64%, 740-800.000. Philippines 1.1-1.2. DAP Nga đen 64%, 800-850.000. DAP Nga xanh 64%, 902-906. DAP Lào Cai 606-700.000. Hàn Quốc đen 1.1-1.2. NBK 13-13-13TE Bình Điền 806-809. 16-16-8 Việt Nhật 802-850. 16-16-8TE Việt Nhật 806-809. 16-16-8 Ba Con Cò 809-902. 16-16-8 Phú Mỹ 802-850. 16-16-16 Ba Con Cò 803-808. 16-16-8 Lộc Điền 603-609. 16-88 Phú Mỹ 800-804. 16-88 Lâm Thao 801-850. 15-15-15TE Anemone 406-408. Với giá này là áp dụng cho bao 25kg nha bà con. 12-5-10 Lộc Điền 503-507. 16-88-9S 803-808. 13-13-13 Lâm Thao 504-508. Phân Lân, Lân Lâm Thao 207-301. Lân Lộc Điền 209-304. Văn Điển 250-208. Cali, Cà Mau 700-750. Phú Mỹ 609-703. Ba Con Cò 708-802. Canada Miễn 603-607. Israel Bột 508-602. Israel Trắng 703-707. Israel Miễn 650-609. Belarus Bột 508-602. Belarus Miễn 500. Belarus Miễn có giá từ 603-607. Giá áp dụng trên mỗi bao 50kg mua bằng tiền mặt nha bà con. Bao nào có cân nặng trọng lượng khác nhau thì kênh cũng đã cập nhật ngay tại mức giá đó. Bà con lưu ý nha. Kênh cũng xin được cảm ơn thương hiệu cửa hàng điện máy Phúc Anh, Phúc Anh Store đã đồng hành cùng với kênh để có thể mang đến nhiều thông tin hữu ích cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy điện gia dụng chính hãng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.